chào các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ ba, 17 tháng 1 năm 2024. Mình đang đứng đây các bạn trong những chỗ phòng của mình, và thời tiết bây giờ thì tầm cỡ 19 tới 20 độ. Tối hôm qua đến nay thì trời coi như là đã có tăng cường gió bắc, cho nên là trời nó không còn ấm nữa. Các bạn ơi, mình mặc áo đây. Và bây giờ hôm nay muốn chia sẻ các bạn là bây giờ mình sẽ đi một số cái nơi mà quanh quanh địa phương mình đây, bán kính khoảng độ 1 km, và mình quay cho các bạn xem những chậu hoa hồng, thế trạng của tư gia đình họ xem nó như thế nào, để các bạn mục sở thị. Bởi vì hôm nay, tính từ hôm nay tới ngày 29 Tết là chỉ còn có 22 ngày nữa rồi, 3 tuần nữa. Và qua cái thể trạng này thì chúng ta có thể rút ra được cái kết luận là liệu nó có nở trúng Tết hay không. Và không để các bạn đợi, bây giờ mình sẽ đi quay từng mấy, quay quay cho các bạn xem các bạn nhé. Xin kính mời các bạn. Thưa các bạn, đây là trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh Bắc Giang. Và đây là mình đi khoảng độ mấy phút xe máy đã tới đây các bạn ạ. Và cái cây hoa hồng, chậu hoa hồng các bạn đang nằm đây kia. Ở đây chủ yếu là cổ Sapa và đây các bạn nằm đây chưa? Thế trạng này là Tết rất đẹp các bạn nhé. Thế nhưng mà không tốt, họ chăm không tốt. Và nghe như là họ cũng đã phun thuốc đây này các bạn này. Phun thuốc chấm nấm đấy. Cái đường kính này tầm cỡ 5-6 mét đấy các bạn nhé. Cái đường kính cái bồn hoa này là phải 5-6 mét đấy các bạn ạ. Thế trạng này là Tết rất đẹp đấy các bạn. Đây. Bây giờ nếu các bạn có nụ rồi thì nó sẽ nở mất. Nhưng đây bây giờ mới bắt đầu nhí đây là Tết tuyệt vời đấy các bạn. Đây là một cơ quan mà của tỉnh ở cách cái tư gia Trung Hồng đây con không đến 5 phút đi xe máy các bạn ạ. Đây các bạn nào mà. Và đây các bạn xem cái rìa này là nó khuất nắng đấy các bạn xem này. Đây như mình đã chia sẻ với các bạn là khi hoa hồng bị khuất nắng thì chúng như thế này. Đây các bạn nào mà. Nó không còn tròn cái bầu này các bạn nào. Còn cái hướng mình đang quay ngược mặt các bạn kia là hướng Tây nhé. Đấy, thế còn cái hướng Đông quay lại sau lưng mình mà nó không có nắng này thì nó đã bị cái cây cối của cái cơ quan nó che khuất các bạn. Đây các bạn nói mà cái lá nó mở, những cái lá mở mà hoa hồng cổ Sapa này là nó sẽ hoa rất đẹp đấy các bạn. Đây các bạn nói mà chết khô rất nhiều các bạn nhé. Đấy. Chết khô rất nhiều cảnh. Là vừa rồi là mình các bạn nói đây là mình nhận thấy đây là chủ yếu là hoa hồng đào cổ đấy các bạn, và cổ Sapa các bạn nhìn kỹ chưa. Đấy, thế trạng này là Tết rất đẹp đấy các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem là Tết sẽ quay cho các bạn xem nhá. Bởi vì bây giờ là hôm nay là chỉ còn 22 ngày nữa là đến Tết thôi, hôm nay mùng 7 âm lịch rồi. Đây cái chỗ này là nó bị chết đấy các bạn, nó chết khô đây này các bạn này. Đấy, cho nên chết khô thì nó mới không lên, nó bù chỗ này. Chứ còn những chỗ trống như này thì chỉ cần qua một vụ sang năm là các bạn đã thấy nó cảnh nó vươn ra ngay. Cảnh nó vươn ra lấp đầy ngay, những cái cảnh này nó sẽ vươn ra ngay các bạn đó. Đấy, nhưng mà chắc chắn là đây họ cũng không chăm chứ. Nếu như mình thì mình sẽ lôi những cái cảnh bên trong cái ra cho nó, cái tán này nó xum xuê lên các bạn ạ. Cho nên các bạn trồng ở đất nó có cái ưu điểm tuyệt vời đấy. Đây là trồng ở đất các bạn nhé. Đây ở đất. Bởi ở đất thì chúng ta chăm sóc rất dễ các bạn ạ. Và mình trong kia còn một chậu nữa, mình sẽ đi vào trong đó để mình quay xem các bạn nhé. Trong kia còn một chậu nữa các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy gốc to chưa? Đây các bạn nhìn thấy có một gốc to quịch kia chưa? Đây là cũng phải được hơn chục năm rồi các bạn. Đây các bạn nó vướng cái cây đây, nó vướng cây hướng này các bạn này, cho nên là nó bị thiếu nắng này, các bạn nó rộng cái này. Còn đây là nó trên đỉnh đầu thì nó chỉ được một nắng trưa đây các bạn nhé.
hai cái chậu này là đường kính bằng nhau. Các bạn ạ, đây là một cái cơ quan mà chắc chắn cái ông lãnh đạo ở cái cơ quan này cũng thích hoa hồng, cho nên là ông ấy đầu tư vào mấy cái hoa hồng này cũng là cánh đồng tiêu ạ. Đây, lá như thế này là với một thể trạng như thế này là Tết sẽ nở rất đẹp đấy các bạn. Họ cắt đúng độ đúng ngày đấy, theo mình nghĩ là những chậu đúng ngày đấy. Đây, đây cái mầm mập bên này đây. Đấy, còn đây là cái cụ Sapa này nè các bạn này. Đấy, không biết hoa hồng của nhà các bạn thể trạng có giống như thế này không ạ? Nếu giống như thế này thì chắc chắn mình sẽ quay cho các bạn xem là cái Tết này là những chậu này rất đẹp. Và cái rìa này ánh nắng mùa đông. Thế nhưng mà họ cũng, mình không nghĩ là chỗ này nó bị khuyết, nhưng họ không biết buộc và họ không biết trang trí nó tròn rồi. Cái còn cái hướng này hướng đông được nhiều nắng các bạn ạ, mà lại bị khuyết thế này, nó méo cái chậu ấy, các bạn ạ. Đây, còn bây giờ đang ra mầm nụ này là được đấy các bạn. Mà vừa rồi thì ở tỉnh Bắc Giang là mưa khoảng độ 4-5 ngày, coi như mưa dầm đấy các bạn ạ. Đấy, mà mưa dầm thì các bạn biết rồi, mưa dầm thì nó sẽ ngấm rất sâu đấy các bạn. Một cái cơ quan này là rất vắng các bạn nhé. Cơ quan này là để cho những người có công, ví dụ như bộ đội rồi cựu chiến binh nhất ra một năm được ăn rưỡi mấy ngày là của tỉnh họ đưa về đây. Đấy các bạn ạ. Đa số là các cụ rồi các bạn nhé. Kìa, cái quan trong kia mình vào trong đấy, nó mình như là quản mấy cái chậu nữa, mình sẽ vào tận nơi để các bạn xem các bạn nhé. Đây là mình đang quay đấy, đây các bạn, những cây rất to nha các bạn ạ. Rất đẹp, hôm nay mình ở gần đây nhưng mà hôm nay mình mới vào trong này. Mình biết là cái chỗ này vẫn còn rất đẹp, mà cái với một thế trạng như thế này thì các bạn biết đấy. Thì Tết nó sẽ nở rất rực rỡ các bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem. Đây nếu mà vào ở một tay mà người này là cũng có kỹ thuật đấy, nhưng mà nếu ở đất này mà chăm chút thêm một chút nữa thì những cái hoa này rất to mà mập. Còn ở đất mà như trong thế này là cũng chưa phải loại tốt đâu các bạn ạ. Đây là nó đất nó mát các bạn nhé. Thế còn nếu mà ở đất mà trong như thế này thì cái ngọn nó vẫn bé này là chưa được các bạn nhé. Còn ở chậu thì như thế này là tuyệt vời. Các bạn nói thế không ạ? Đây, chỗ này có hai, một cái bồn này mình đếm là nhiều cây to đấy. Các bạn nói thế không ạ? Đây. Tuyệt vời, một thế trạng tuyệt vời để cho lứa hoa Tết các bạn nhé. Một thế trạng tuyệt vời để cho lứa hoa Tết. Đây mình quay là cái chỗ này là mình nghĩ rằng một người lãnh đạo ở trong cái khu này là phải là những người thích hoa hồng các bạn ạ. Đây các bạn nói mày. Đây những cây này là tầm cỡ 20 năm hết đấy các bạn. Bởi vì cái nhà cao công này thì cũng xây dựng những năm đầu năm, những năm 2001 nhé các bạn nhé. Một năm này là 2024 rồi. Thì hơn 20 năm rồi các bạn, nó mới gốc à? Cổ thụ chưa ạ? À, cái gốc này là gốc cổ thụ đấy các bạn. Đường kính độ 5cm, 6cm các bạn nhé. Đấy, mà các bạn nó mới lộc ở đây. Cái chậu này, cái bồn này thì mình làm thế là có 3 cây to đấy. Còn cây này là giống khác này các bạn này. Cây này là giống khác rồi nhé. Đất là đất này là họ cũng lấy đất tốt đấy. Còn cái cây này thì mình đang có cảm giác cây này là hoa hồng đào cổ rồi các bạn ạ. Đây đào cổ rồi nhưng mà to. Đây các bạn, nó gốc này là tầm có 20 năm rồi các bạn ạ. Mà họ mua có khi cũng đã, khi mua về trồng nó đã lớn rồi các bạn ạ. Tuyệt vời phải không các bạn? Bởi vì nó là ở dưới đất mà nó là một cây cổ thụ, cho nên các bạn ạ, trồng ở dưới đất trồng cổ thụ thì dễ, nhưng trồng ở trên chậu cổ thụ là rất khó các bạn ạ. Bởi vì ở trên chậu thì cái sự chăm bón mà cái sự khắc nghiệt của thời tiết nó sẽ làm cho những chậu và những cây hoa hồng của chúng ta bị thiếu dinh dưỡng, đa số là thiếu dinh dưỡng do chúng ta chưa có những kỹ năng kỹ thuật để chăm sóc nó các bạn ạ. Đây cái bồn nước này là cái bồn nước này trước có những cái đài phun nhưng bây giờ không thấy nữa các bạn nom này. Đấy, mình vẫn nom còn lờ mờ những cái vòi phun lúc mới xây dựng chắc đã đẹp. Cái khu người có công này cũng cách nhà mình chỉ có 3-4 phút đi xe máy thôi, mà tầm cỡ mình nghĩ là nửa cái số. Thế mà mình không biết hôm nay mình mới vào. Và qua những cái vết còn lại đấy các bạn nom thấy không ạ?
là còn viết thuốc, thuốc phun đây thì chắc là cũng mới phun như thuốc, vẫn đọng lại đây phun thuốc bảo vệ thực vật đấy các bạn. Đây các bạn không? Hôm nay mà nó lên tiết thì đẹp lắm, mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn nhé. Mình sẽ liên tục review những cái thể trạng những cháu hoa hồng cổ thụ này cho các bạn xem. Đấy. Mình nghĩ là phải 20 năm các bạn ạ. À. Hoa giấy các bạn nhé. Đây là cái bộ mặt của cơ quan mà các bạn. Cái hoa giấy cũng đẹp vào đó đấy các bạn ạ. Cái hoa giấy này là cũng nhiều triệu đấy các bạn. Đây là cái quang cảnh cơ quan thì mình đã chia sẻ các bạn, cơ quan này rất vắng mà. Thi thoảng mới có những người có công về đây tập trung một năm đôi ba lần của tỉnh các bạn nhé. Đấy các bạn nào. Đây các bạn không phải là trong ở phía cơ quan nhìn ra. Nhưng mà họ cũng không biết trang trí cái này cho nên cái không, người ta không biết viết cảnh ra. Ở chỗ này là tráng nắng, chúng có thể làm được rất tròn. Thế nhưng mà họ không biết viết cái cảnh ra. Thế cho nên là nó bị méo mó xấu mất đấy các bạn. Rất tiếc phải không các bạn. Đây cây này mới trồng nhá. Đấy, cây này là hoa hồng gì? Mình nghĩ là không biết có phải cổ Sapa không. Đấy. Đấy, nhưng mà đấy các bạn ấy. Thế còn đây cây này thì chắc là đào cổ rồi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình lại đi quay một gia đình nữa các bạn nhé, để cho các bạn một sở thị đấy, về thể trạng cháu hoa hồng hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2024 tại tỉnh Bắc Giang. Nhiệt độ bây giờ là tầm cỡ 20 độ rồi các bạn ạ, nắng lên 20 độ rồi nhá, không còn lạnh như ban sáng nữa. Quay thể trạng rồi. Đấy, đây là nhà một chú em nha các bạn nha, mới cổng với anh ấy. À mới ra ngoài à? Vâng. Thế mới mua chậu về à? Mới, cháu nó vừa rước về nè. Nó thay chậu. Đây các bạn là biết là đây cũng đang thay chậu, mà đây là nhà đình là một chú em này chăm sóc vào ngoại tốt và bây giờ thể trạng nó đây. Đúng rồi, nó cắt thế này là cái Tết đấy, cũng là Tết đấy, nhưng mà nó còn con lá như thế này là không được rồi, nó phải mở rộng rồi. Đấy, đây đây kêu hoàng ngoại nha các bạn ạ. Có một thời gian mình đã quay cho các bạn xem những chậu như thế này rồi, nửa hoa đấy nha các bạn nhé. Đây còn đây là cây này là cây nhung cổ. Đấy, cây kia là cũng là cây hoàng ngoại đấy các bạn ạ. Cũng được thay hết chậu này. Được đấy. Đấy, đầu tư là mạnh đấy. Đấy, nhưng bây giờ thể trạng thì cây này thì không được Tết được rồi, cây này là chủ nhân không biết cắt rồi. Đây các bạn nòm, nếu cắt thì phải cắt đây thì nó mới ra những cái mầm mập mà nó mới không đổ, nó không dài. Cây này là cây hồng nhung ở đào cổ. Đây, còn đây là cây này cũng ngoại các bạn nhá. Đấy. Đấy, đây là một nhà cũng cách nhà mình khoảng độ 300 mét các bạn ạ. Đây các bạn, đây nòm thế đây. Đây đầu tư này là chú mua này phải ác đấy. Định dòng cái gì mà nhiều mua nhiều chậu thế? 2, 4, 6, 8, 10, 10 mấy cái, 20 cái à? Đấy, thay nâng cấp cái chậu này đấy. Đây là không gian, mình là đây là thuộc thành phố Bắc Giang nhưng ở vùng ven các bạn nhé. Đây nhà quê thì nhà rộng này, đất có nội nửa sào đấy các bạn ạ. Đấy, đây mình quay cho các bạn xem, đây là một cây hồng ngoại này. Đây mình có cảm giác là hồng leo Hải Phòng. Các bạn nào thấy không ạ? Vì là nhà quê các bạn nghe tiếng chó sủa đấy là các bạn thông cảm nha. Đấy. Như thế này là vẫn bị bệnh rồi này. Chứ thấy không? Chăm đào biết rồi đó. Nó sun thế là không được đấy. Mình đang nói chuyện với ông chủ các bạn nha. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn đến một cái chỗ đào nữa còn được. À, một gia đình nữa. Đây các bạn, đây là đặc leo Hải Phòng rồi. Đấy, leo Hải Phòng mà bây giờ vẫn cắt, những cái tàn phải cắt đi. Đấy. Đây các bạn đang xem là cũng cây này là cây, cũng là cây hoa hồng, không phải là cây này bị trĩ rồi vào nhà ạ, bị bệnh rồi, phun thuốc vào đi. Bơm mạnh thì sao nó vẫn xoăn lá thế này. Trận mưa thì nó về bên này, đây một cái thể trạng như thế này là cây này cũng bị bệnh ác cái này. Này về này phải bơm vào đi. Đây, năm nay chăm kém. Cái này có ba cây này thì vẫn
Đây này, nó lên mà nó như thế này là nó bị trĩ nặng rồi. Lúc nào ta đem cái ấy bơm, ta pha thuốc ta bơm cho, ta bơm nhà ta bơm cho. Phải bơm phòng cái lúc cắt cành ấy. Còn đây, cây này thì đẹp, đây này, mấy cây này thì được, cây này. Đây, nó đang lên đây, đây, nhưng mà như thế này là vẫn bị bệnh, trĩ này. Cây này cũng được cái này, nhưng bây giờ cây này mà không cắt thì Tết không có hoa được. À, cứ đường đâu chơi đấy đấy bạn. Đấy, các bạn thấy không? Cái bà chú này lại bố là đường đâu chơi đấy không cần Tết. Đây mà thế trạng đây. Đúng rồi, giờ cắt nhỡ nhỡ. Đấy, giờ cắt thì nhỡ. Cây này là hình như là không phải đào cổ. Đấy, nhưng mà cũng nhiều nụ đấy. Đẹp phải cây này mà cắt Tết thì nếu mà cắt cách đây khoảng độ 10 20 ngày là đẹp đấy các bạn ạ. Đây, đây bên này một cành nữa. Cái cây đấy thì vẫn cùng cắt mà sau này lại không lên được, mà bơm mới lên được. Đây này nó đây này nó vẫn sau này nó bị trĩ đi bà này. Nó sau này nó bị bệnh bọ trĩ, nó không nên nó phải mở cái lá ra cơ. Phải không? Đấy cũng được mỗi cây ngoài kia thôi. Cái này này. Ừ, đây. Cái dãy này mà em vẫn cùng bơm với nhau mà sao nó lên được, mấy cây này không lên được. Ừ, mà sao cây đấy không lên được nhỉ? Đấy các bạn thấy không, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đây. Đấy, không nhà giống ai, đi tôi quay là mấy nhà rồi đấy. Thế như đây được cái cây này quá đẹp này, cây nào như cây này mà nó đẹp nó lên thế này. Có nhiều chỉ mỗi điều là những cây này sẽ không nở Tết được. Nếu muốn nở Tết phải cắt cụt đi 20 ngày nay rồi. Đấy các bạn nom đây. Đấy.